Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món chả giò chay. Ở trong món chả giò chay này, thành phần gồm có bắp tươi sát ra, khoai lang chiên, đậu hũ tươi, đậu xanh đãi vỏ, rồi một ít hành lá, tiêu. Trộn cho đều vô mọi thứ, nêm nếm gia vị như vừa ăn. Xong thì mua bánh tráng bò bía cuốn. Thành phần cũng đơn giản lắm nhưng mà rất là ngon. Ở trong nhân của chả giò gồm có đậu hũ tươi, khoai lang chiên, đậu xanh, bắp tươi sát ra, mỗi thứ một ít thôi, rồi hành lá. Thế là xong, mình trộn hỗn hợp lại, nêm nếm cho vừa ăn. Mua bò bía gì cuốn, ăn hấp dẫn không thua gì chả giò nhân thịt đâu các bạn, rất là ngon, an toàn cho sức khỏe nữa. Đây là món bò bía, mình có thể ăn với bún, với cơm, hoặc là ăn tráng miệng cũng được. Món ăn rất là phong phú, mình muốn ăn trong hoàn cảnh nào cũng được, ăn bún, ăn bánh tằm cùng với chả giò, hay hoặc là ăn với cơm, hay hoặc là để ăn tráng miệng, ăn cho vui á. Làm xong mình cuốn mình để vào tủ lạnh, nếu mà nhiều quá mình để vào tủ lạnh, để vào tủ đông đi, mình sẽ sử dụng lâu được, sử dụng khoảng tháng trở lại. Còn nếu mình làm ít đó, thì mình để trong tủ mát cũng được, mình ăn trong vòng 3 ngày thôi, đừng để lâu quá. Tủ mát để lâu 3 ngày nó sẽ hư, hơn 3 ngày nó sẽ hư. Nhưng mà nếu tủ đông thì có thể để một tháng được. Mình muốn ăn thỉnh thoảng mình lấy ra vài ba cuốn mình chiên mình ăn. Vì mỗi lần làm thì cũng mất công, cho nên cứ làm nhiều đi rồi để tủ lạnh để dành, muốn ăn thì lấy ra chiên. Khi mà mình chiên á, mình bắt chảo dầu lên, chế dầu vô chảo, không có đợi dầu nóng gì hết, mình cứ để cuốn chả giò vô. Bởi vì cuốn chả giò nóng từ từ lên đó, thì nó sẽ khít lại hơn, nó không có bị bung ra, nó dính hơn. Còn nếu mình để dầu nóng mà mình mới để chả giò vô thì cuốn chả giò nó sẽ bị bung, nó sẽ bị bung lên. Xong một món chả giò chay. Hôm nay là món chả giò chay rất là đơn giản nhưng mà cũng ngon, hấp dẫn, không thua gì của món mặn gì hết. Mình làm nhanh gọn mà đơn giản lắm đó các bạn, trong vòng tích tắc mình sẽ có một món chả giò chay rất là hấp dẫn nha. Cái này mình bỏ vào tủ lạnh. Cho chảo dầu lên bếp và chế dầu cho hơi nhiều một chút cho nó ngập cái cuốn chả giò. Nhưng mà mình sẽ để chả giò vô trước khi chảo nó nóng lên. Bởi vì để chảo dầu không nóng nó không có bị bung, nó nóng từ từ lên chả giò nó dính với nhau nhiều hơn. Còn nếu mình để chảo mà nó nóng quá, mình để chả giò vô thì nó sẽ bị bung cái cuốn chả giò ra. Cho nên cái khâu chiên cũng rất là quan trọng. Các bạn cẩn thận là khi chiên á, là mình chiên lửa lớn cũng được, hay hoặc là lửa liu riu cũng được, nhưng mà chiên vừa đủ vàng thôi, đừng có chiên vàng quá. Mình xếp cho nó hơi thưa ra, nó không có bị dính vào nhau. Như vậy là món chả giò chiên giòn chay đã xong. Nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Mình sẽ ăn kèm với tương ớt. Ăn không chơi thôi. Hoặc là ăn với bún, bánh tằm. Dẫn lắm.
ăn nghe. Quay cho anh ăn kìa. Em quay cho.